Kênh Cây Thuốc Nam xin kính chào bà con, cô bác và các bạn. Và cũng xin cảm ơn quý khách là hội viên của kênh Cây Thuốc Nam đã ghé xem video. Trong video hôm nay, kênh Cây Thuốc Nam xin giới thiệu đến bà con và các bạn về một dược liệu có tên là dây ruột gà. Dây ruột gà thì còn có nhiều cái tên khác, gọi là uy linh tiên, dây mộc thông, viễn chí, tiểu thảo nam, cây dây leo. Đó là những cái tên của dây ruột gà. Trong tên thuốc của Đông Y thì gọi là uy linh tiên hoặc là mộc thông. Để giới thiệu đến bà con và các bạn dược liệu này chữa bệnh gì, thì dược liệu này chữa được rất nhiều bệnh xương khớp. Trong dược liệu dây ruột gà này thì có chứa nhiều cái dưỡng chất như là saponin, triberton, chất nhựa, dầu béo và chất polygaliton. Theo Đông Y thì cây viễn chí, tức là cây ruột gà, có vị đắng, tính ôn, quy vào kinh phế, tâm và thận, có tác dụng dưỡng tâm, an thần, khứ đàm, khai khiếu, tiêu ung thủng, chữa chứng hồi hộp, mất ngủ, tâm thận bất giao, đàm trở tâm khiếu, động kinh, hóa đàm, khái thấu, ung nhọt, sưng. Liều dùng của dược liệu này là từ 4 đến 12 gram. Sau khi chế biến là phải sao, tẩm, mật ong hoặc là nướng. Đó là giới thiệu cho bà con nắm bắt được các dược chất trong dược liệu cây ruột gà và chữa một số bệnh. Về mặt bộ phận dùng để làm thuốc của cây ruột gà, đó là rễ của cây ruột gà. Mời bà con và các bạn xem trên hình ảnh cây và rễ cây ruột gà. Theo y học cổ truyền thì dây ruột gà có vị cay, mặn, tính ấm, có tác dụng là khu phong, hàn khí, trừ thấp, chỉ thống, chữa các chứng đau nhức, co duỗi khó khăn, tê bại, viêm khớp dạng thấp, thường được dùng phối hợp với các vị thuốc khác. Và sau đây thì mời bà con và các bạn nghe một số bài thuốc được chữa trị từ dược liệu dây ruột gà cũng như là uy linh tiên, mộc thông. Tiếp theo nữa là chữa bệnh đau vai gáy. Để chữa được cái bệnh đau vai gáy này thì bà con mình sử dụng dược liệu như sau: rễ ruột gà, hoàn kỳ, đương quy, bạch thược, sinh khương, mỗi vị 12 gram, cát cánh, độc họt, mộc hoa, mỗi vị 16 gram, đại táo 10 gram, quế chi 8 gram, cam thảo 6 gram, sắc 850 ml nước, sắc nhỏ lửa còn 200 ml nước, uống làm 3 lần trong ngày. Bà con sử dụng một tuần, đó là một liệu trình chữa bệnh đau vai gáy. Những cái phần lưu ý mà kiêng kỵ những người không nên sử dụng dược liệu dây ruột gà và viễn chí này thì người bệnh không có chứng thực hỏa và người âm hư dương vượng thì không nên dùng. Có thể dùng viễn chí để giải độc do phụ tử hoặc là ô đầu. Những người suy nhược khí huyết khi dùng dây ruột gà thì cần đến các cơ sở y học cổ truyền có chuyên môn để bắt mạch kê đơn cho phù hợp. Đó là lưu ý dành cho những người có thể trạng là âm hư và dương vượng, tức là những người mà nắm trong người nhiều thiếu âm thì không nên sử dụng. Mà muốn sử dụng dược liệu này thì phải có thầy thuốc kê toa. Trên đây là một số thông tin cũng như bài thuốc từ dược liệu dây ruột gà và có những cái tên khác. Thì nếu bà con mà còn thắc mắc, xin vui lòng để lại bình luận bên dưới bài viết của chúng tôi, sẽ phản hồi một cách sớm nhất đến với bà con. Còn nữa là bà con mình á, những cái dược liệu mà kết hợp với lại dây ruột gà, chẳng hạn như những bài thuốc mà kết hợp với lại cam cúc hoa, câu kỷ tử, phụ tử chế rồi đó, những cái dược liệu kèm theo, thì bà con ra hiệu thuốc Đông Y nơi mình ở gần nhất và bà con mua là tất cả đều có hết. Kênh Cây Thuốc Nam xin cảm ơn bà con và các bạn đã bỏ thời gian quý báu của mình để nghe qua bài viết này. Và hãy đồng hành cùng với kênh Cây Thuốc Nam chúng tôi để tìm hiểu nhiều bài thuốc quý hiếm. Và bà con và các bạn hãy nhớ bấm like, bấm đăng ký kênh, bật nút chuông để theo dõi những video mới nhất hàng ngày mà kênh Cây Thuốc Nam xuất bản. Kênh Cây Thuốc Nam xin kính chúc bà con luôn mạnh khỏe, an lành, hạnh phúc, may mắn, thành công trong cuộc sống. Kênh Cây Thuốc Nam xin chào và hẹn gặp lại bà con ở video sau.